Ri ơi, phát biểu cảm nghĩ coi, bữa nay gặp ông già Noel thấy thế nào? Vui. Ôi, thích ông như phải không? Bây giờ bảy đi cùng mở quà ha nhé. Dạ. Coi thử là ông già Noel tặng đi quà gì nhé. Dạ. Cho đi mở đi. Bà gỡ bánh trang lên cho nó. Mở áo hết nhiều quá. Bà mở bánh trang lên cho. Trời ơi, ông già Noel tặng cái hộp quà gì mà to mà bự quá vậy ta? Rồi cho đi mở, để đi mở xem. Thôi mở rồi, mở rồi. Ôi cái gì vậy ta, cái gì vậy ta? Cái gì đây ta? Có đúng với ước mơ của con không? Đúng. Ồ, đẹp nè. Rồi. Cái này là đầm. Đầm bông hoa. Tôi thích ăn đầm mà. Wow. Ủa, cái đó là gì ta? Wow. Cái gì? Phải không? Wow. Trời ơi, đẹp quá. Con có vui không? Vậy thì á, từ đây cho tới là sang năm á, là sẽ sao? Sẽ ngoan nè, không có lì nè, nghe lời ba mẹ nè, đúng không? Để cho ông già Noel tặng quà tiếp đúng không? Không có nắm tóc ngậm miệng nữa chứ. Hồi nãy quên đó, ông già Noel á, là Ri còn nắm tóc ngậm miệng. Cái ông già Noel là phải dặn là bỏ cái tật đó đi ha. Nhớ là không nắm tóc ngậm miệng nha. Chúc mừng Paris, được ông già Noel tặng cho quá trời quà luôn.